Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh channel Junvin. Thì hôm nay mình sẽ quay lại với cái mod pack World with God. Ở đây mình xin nói là về cái cách chơi, về cách chơi cơ bản và hướng dẫn cho các bạn chơi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ cho các bạn biết là có triệu hồi con boss cuối cùng bằng cách nào. Đây, cái lần server kỳ rồi mình bị fail vãi, bây giờ mình chuộc lỗi lại. Và mình luôn lưu ý với các bạn là các bạn nào mà có channel có channel bên YouTube á, mà muốn chơi cái mod pack này, chúng ta làm một cái series á, thì mình rất là hào hứng để chào các bạn. Đây mình mới tạo thế giới cho nên nó lót chậm tí. Thì á, các bạn nào có chơi cái series này á, thì các bạn cứ PM thẳng cho mình qua bên fanpage để mình có thể BR giùm các bạn luôn. Mình sẽ BR giùm các bạn đăng ở trên fanpage một tí để kiểu như cho các bạn câu like câu view á. Mà mình rất mong được sự kết hợp với các bạn, nghĩa là bạn nào mà chơi series này thì hãy PM cho mình. Điều kiện các bạn dễ thôi, chỉ cần kiểu như cho biết là cái link mod pack này là do ai làm, và chúng mình sẽ để hướng dẫn link cài đặt của chúng ta để ở phía dưới luôn, ở dưới cái phần ở dưới đây nè, có cái video hướng dẫn cài đặt. Thì hướng dẫn chơi cơ bản là chúng ta đầu tiên mới vô game, chúng ta đừng đi vòng vòng ở thế giới này, tại vì có nhiều thứ rất là tàn ác ở đây. Nếu các bạn có một cái vũ khí, nếu mà có sử dụng rương thưởng mà chúng ta có nhiều gỗ, lúc đầu chúng ta nên đi tìm một cái dân làng, đại khái là như thế. Nên đi tìm một cái dân làng, vì trong dân làng chúng ta sẽ có thứ đồ cần có. Thứ nhất là đầu tiên các bạn cần phải có kỳ cấp và điều hiển nhiên rồi. Tại sao mình bị giật vậy? Chắc mình để full cấu hình game á mà. Thì thường mod pack của các bạn tải về là cấu hình game được mình xuống là mức tối thiểu. Chúng đi tìm một cái giếng nước nào. Thường thì làng nào cũng có một cái giếng nước cả. Ở dưới giếng nước chúng ta sẽ có 16 khối sắt, các bạn hãy chú ý lấy nhé. Đấy, thì các bạn đã có được đồ sắt và một cái công cụ bằng sắt, đại khái là như thế. Sau đó các bạn nên đi mai. Thì thường thì tầm các bạn nên đi mai tầm ở cái tầng thứ 8. Cho bạn coi tầng thứ 8 chúng ta sẽ có gì ở khu đó. Thường ở dưới cái tầng số 8 chúng ta sẽ có vài quặng chúng ta cần phải tìm. Đây là không biết các bạn biết chưa. Oh shit, ngu người. Chúng ta sẽ có vài cái quặng của cái mod Power Game. Chúng ta cần đi siêu tầm những cái thứ đó. Bạn cần làm những cái công. Nếu mà bạn có may mắn á, chúng ta tìm được cái quặng để mà chúng ta làm được cái cúp như thế này nè. Thứ nhất là quặng này. Cái cúp này á, nó hay ở một chỗ là chúng ta có thể mai bất cứ cái gì. Để mình sẽ cho bạn coi. Đây, mai bất cứ cái gì. Oxygen vẫn mai được. Oxygen vẫn mai được rất là tốt. Và chỉ cần một cái click chuột. Đấy. Nhưng mà nó bể là what the fuck. Có thể là cái cúp này nè, nó là cái loại thứ ba. Để coi mình cập nhật coi cái cúp đó là nè, cái này nè, cái này thì chúng ta cũng không lấy được luôn, đồ phát chắc là cúp kim cương mới mai được. Nhưng mà đại khái là cái gì mai cũng được, mình đang chế độ sinh tồn mà nó mai chỉ cần đè chuột thôi, không cần gì hết. Chúng ta sẽ mai rất là nhiều quặng từ cái này, và bạn phải siêu tầm cho mình đủ loại màu nha, đủ loại màu của cái quặng Power Game nè. Đây chúng ta gồm có những cái quặng Power Game dùng cho có những màu như thế này: màu vàng, màu tím, màu xanh dương, màu cam, màu xanh dương lợt, màu này màu gì không biết nữa, màu xanh lá chuối, xanh dương đậm cực vuông nè, màu này màu đỏ, màu gạch ngói hả. Mỗi màu chúng ta đều có một cái hiệu ứng khác nhau. Giờ mình sẽ ví dụ chúng ta sẽ mặc đồ mix nha, mặc đồ theo kiểu bảy sắc cầu vồng.
Bây giờ chúng ta có bốn cái hiệu ứng. Bây giờ ví dụ mình mà mặc chỉ có một bộ thôi, một bộ nhúng màu, thì chúng ta chỉ có một cái hiệu một một cái hiệu ứng thôi. Đó là dễ thôi, các bạn có thể mix đồ, mình giới thiệu đi mình nói chuyện sau. Và các bạn thấy mình đang có, nói chung là mình các bạn cứ mix đồ thử, cứ món này món kia theo sở thích của các bạn thích như thế nào. Và thứ hai là bạn, thứ nhất là nói chung là điều kế tiếp là bạn cần phải có đồ mặc để lúc chúng ta lên trển, nhất là chúng ta có được cái sức mạnh này, thấy không, có được sức sức mạnh rồi chúng ta phải cần tìm thêm nhiều cái quặng này nữa để chúng ta tạo thành cái món đồ này. Món đồ này gồm có gặn của Power Game nhiều đá, một khối kim cương. Kim cương các bạn đừng lo, từ từ mình sẽ nói về kim cương sao, sau này rất là dễ tìm đó. Đại khái là như vậy, như vậy chúng ta sẽ làm được cái áo. Mà nói đại khái là mình phải cần làm cái đồ mai này. Cái đồ mai này vẫn tương tự giống như cái này, nhưng mà độ bền nó cao hơn đó. Mà hình như cái này chúng ta có thể lấy được hắc diện thạch đó. Đúng rồi, lấy được nhưng mà hơi chậm, nhưng mà đại khái là nó rất là nhanh, bạn thấy không, mai rất là nhanh. Chúng ta cần có cái này trước, chúng ta có cái này để đi mai, chúng ta có rất là nhiều đồ. Rồi tiếp theo là khi mà đồ chúng ta có rồi á, giáp chúng ta có nhiều rồi á, nói chung là cũng là khá khá rồi, bắt đầu chúng ta lên bờ, chúng ta tìm những nguyên liệu để chúng ta làm mấy con bét như sau. Chúng ta có thể chống chói được cái thế giới khắc nghiệt ở phía trên. Có thể các bạn cũng vẫn còn gọi là chưa đâu, bạn chỉ là đỡ đam thật thôi, nhưng mà tụi nó sẽ nổ bạn văng lên trời, tụi bạn sẽ chết đấy. Nên là mình sẽ yêu cầu các bạn làm những con bét như sau. Bét thứ nhất là con ship. Cái con này cho chúng ta con cừu á, chúng ta rơi xuống không bị mất máu, hoặc là mất máu ít là nhờ có con bét này. Con bét này cũng dễ làm, ok. Xung quanh đây chính là len đó, và chúng ta cần kim cương và vàng. Con bét thứ nhất, nếu bạn chưa có level nên làm những con bét đó. Con bét này dùng để chạy nhanh, để vô là chạy nhanh nè. Con bét này dùng để xua đuổi con creeper, vì creeper phiên bản này các bạn chỉ cần thấy nó và nó lại gần là nó nổ, các bạn không nghe tiếng của nó đâu, giết bạn tất luôn, giết bạn ngay lập tức. Rồi con bét này chúng ta dùng để mỗi lần bấm chuột phải chúng ta giống như có ăn khối táo vàng nha, rất là tốt. Chúng ta sẽ tốn phôi sắt, coi phôi sắt là cái này nè đó. Rồi chúng ta từng tạo những con bét đó và con bét này nữa. Con bét này thì chúng ta khi mà chúng ta không có đồ này trong người á, chúng ta vẫn có đam nhân 2 nhé. Khi mà có con bét này và có hiệu ứng lửa, khi mà chúng ta đánh có cũng tốt, mà không có cũng sao, tại vì sau này mình có cái bộ đồ này rồi, cho nên là không cần phải lo. Ok, tiếp tới nữa là cái con bét mà mình cần muốn nói là con bét Inview Bét. Con này dùng vừa giúp chúng ta sửa đồ. Đây chúng ta sửa đồ, nó sẽ ăn cái, nó ăn cái này nè, để chúng ta sửa cái cây cúp này. Đó, nó đã sửa xong rồi đó, thấy chưa. Rồi tiếp theo chúng ta cần làm con bét sao. Con bét Pac-Man. Pac-Man là mỗi lần bạn bấm chuột phải thì nó sẽ kích hoạt cái con bét và chúng ta đánh một phát thì nó gọi là super dam, nghĩa là dam nó nhân, có thể là nhân 10 rồi chẳng hạn, nhân 5, nhân 6 rồi đó, nói chung là dam cao lắm đó. Để chúng ta có thể đi đánh boss từ khởi đầu game. Con bét, mấy con bét này các bạn chỉ cần chỉ con bét, chỉ vô cái con bét bấm chữ R, chúng ta sẽ có được cái công thức ráp nha, bạn đừng hỏi nhiều đó, mình sẽ nói cơ bản là vậy. Xong chúng ta triệu tập được vài con bét cơ bản thì chúng ta nên đi lên bờ đánh vài con boss để chúng ta thay đổi bộ đồ, có thể trâu bò hơn. Oh sorry mày, tao không muốn làm phiền mày tí nào hết. Nấp nấp nấp. Phiên bản này mấy cái con cơ bản bình thường nó mạnh lắm nên chúng ta phải cẩn thận. Xong đồ cơ bản lắm, chúng ta cần phải có thế. Rồi chúng ta đi đánh boss thì boss nó sẽ gớt ra đồ đại khái là cái này. Chúng ta cần lưu ý về cái bột đỏ này. Cái bột đỏ này chúng ta cần rất là nhiều nhé. Mình xóa bớt rồi. Đây bột đỏ nè. Thứ bột đỏ này, mấy cái thứ khác các bạn không quan tâm mấy. Và bột đỏ với cả mấy cái này nữa nè. Cái này chưa cần tới.
Nè, bạn cần mấy cái nguyên một dãy hàng này nè. Có biết rồi, các bạn cứ tạo thành ba cái thứ này đó. Mấy cái này viết từ mấy con này là mấy ở dưới địa ngục ra nè. Mấy cái này là lấy từ địa ngục nè. Cái này là lấy từ mấy con titan màu màu titan đá. Cái này là lấy từ con titan nào nè, quên mất rồi. Nói chung là chúng ta đều đánh boss để rớt ra những cái vật phẩm này để chúng ta tạo thành mấy cái thứ này. Thứ này chúng ta để tạo thành một cái bộ đồ cơ bản của cái mod Extra Craft. Nói chung độ bền này nó sẽ cao hơn độ bền kim cương và mấy cái độ bền mà cái bộ đồ nãy mình kêu các bạn grab á. Nhưng mà lưu ý chúng ta có thể grab mix đồ được, có nghĩa là chúng ta sử dụng một cái áo này, một cái nón này và cái bộ đồ như nãy mình nói là cái bộ đồ mà chúng ta tạo từ những cái mod đồ mà chúng ta có để đánh boss được nè. Chúng ta mặc vô thì đó, chúng ta sẽ có được cái gọi là tốc độ. Thì ở đâu mình có được tốc độ vậy? Tốc độ 4 luôn đấy. Bộ đồ này có tốc độ hả? Mình chưa biết à nha. Có khả năng nhảy nữa nè. Khả năng nhảy nữa nè. Mình gửi ra coi. Ủa nó cập nhật mới lại à. Không, cái tốc độ này là bị dính với cái con bét con gà hồi nãy đó. Nó chưa cập nhật thôi. Giờ thử mặc hết bộ này vô chúng ta có gì. À, mặc hết bộ này vô chúng ta được nhảy cao. Đôi giày này chắc là có nhảy cao đó. Này, chúng ta đổi này, giờ chúng ta có được cái nhảy cao và sức mạnh. À không, chúng ta có thể mix được đồ. Mix ở đây có nghĩa là chúng ta có thể trộn. Ê, chúng ta có thể đi lên bậc được nè, thấy không? Mình không cần phải nhảy nha. Mà chúng ta chỉ cần chạy tới là chúng ta có thể lên bậc được. Nói chung là đó là cái effect, cái hiệu ứng của bộ đồ chúng ta có được. Đó, đầu tiên là sau này các bạn có được bộ đồ này thì các bạn được có rất là nhiều level rồi, nên là các bạn phải in chain thôi. Mà chúng ta khuyến cáo là không sử dụng cái bàn này và chúng ta sử dụng cái bàn cao cấp hơn là cái bàn in chain kiểu này. Các bạn cần phải có hắc diện thạch, sách có bút và lông và cái mắt của Ender. Đây mình cho các bạn coi cái lợi của cái bàn in chain này như thế nào. Khi mà chúng ta in chain á thì chúng ta có thể in chain được cái gì mà chúng ta thích, chứ không phải là một cái bàn đặt xuống và chúng ta level 30 cống hiến hết 30 level để được một cái gì đó ngẫu nhiên. Có thể những món mà ta không thích cũng chừng, nhưng mà đặc biệt ở trong đây chúng ta có thể lấy cái gì tùy thích. Ví dụ như cái này nè, bạn nhìn thấy không, level của layer mình là 3, nhưng mà ở đây mình chơi chế độ sáng tạo cho nên là mình có muốn bao nhiêu cũng được. Thì ở đây bảo vệ một thì chúng ta tốn một level, lên bậc 2 tốn 3 level, 3 thì 9, 4 thì 14, vậy đó. Cứ như vậy đó, các bạn có thể in chain nhiều hơn và tương đương với level chúng ta cần phải mất là 91 level đó. Bao nhiêu đây là chín tốn 91. Nhưng mà nếu mà chúng ta đồ bị hư á, như ví dụ như đồ cái này mà bị hư thì bạn bấm với AR, nhưng mà nhất thiết nha, bạn phải in chain đồ ở trong đây bạn mới sửa được đồ. Ví dụ bạn in chain một cái này cũng được nữa, bật vô đây bấm với AR để sửa. Nếu mà đồ nó bị hư á thì chúng ta có thể sửa đồ bằng trên cái bàn này luôn và chúng ta tốn ít level. Lưu ý tại vì những cái bộ đồ đồ này nè, chúng ta không có cách nào để sửa chữa cả. Có hai cách thôi, đó là cách để in chain trong đây và sửa bằng cái chế độ này, và chúng ta sửa bằng cái con vest này để chúng ta có thể tự sửa đồ. Đó là cách chúng ta có được. Thì in chain thì mình lưu ý các bạn là muốn đi xuống địa ngục để mà in chain thì chúng ta cần phải in chain hai thứ. Đó chính là cloud. Cái thứ nhất là cloud. Cái thứ hai là rơi nhẹ như lông chim. Và cái thứ ba là cái high step. Chúng ta cần ba cái thứ đó để mình sẽ giới thiệu cho các bạn ba cái thứ này để làm gì, tại sao mình phải làm ba cái thứ đó. Đây mình sẽ đi xuống địa ngục cho bạn coi tại sao mình lại có ba cái thứ đó. Cái thứ nhất, cái cloud là chúng làm cho chúng ta rơi nhẹ. Khi mà lúc mà mình rơi xuống mình có thể đè cái nút cách luôn, lúc đó chúng ta sẽ rơi rất là chậm. Cộng với cái gọi là rơi nhẹ như lông chim thì chúng ta sẽ rơi rất là chậm, kiểu như là bay luôn vậy đó. Nè mình sẽ cho các bạn coi, đây có một cái vực nè ha. Dành ha, mình chơi chế độ bình thường rồi thử xem nào, quăng này đi nè. Đó, như bạn thấy không, mình như đang bay, không hách không cheat đấy. Mình có thể đi như thế này, bạn đè nút cách nha,
đè nút cách và chúng ta có thể di chuyển như này. Nhưng mà với cái đôi giày chúng ta là high step thì chúng ta có thể đi trên lava được. Đó. Bây giờ mình gỡ xuống thì nó không có đi được nữa, thấy không? Nhưng mà mình đeo lên nè, đeo đôi giày lên. Nhưng mà tương tự, cứ mình đi như vậy thì đôi giày sẽ được giảm độ bền. Các bạn thật coi ở phía bên tay trái phía dưới độ bền của đôi giày là 1700 không? Mình cứ đi. Oh shit. Lâu lâu cái nó bị delay á mà. Đó, chúng ta sẽ giảm độ bền. Vì mình có con bé cho nên nó mới vừa sửa nè. Bạn thấy không? Độ bền nó sẽ được giảm nè. Giảm, giảm, giảm. Các bạn đi nó sẽ giảm và độ bền nó đi dày thì nó sẽ bị hư dần. Từ phiên bản 1.9.4 thì chúng 1.9 trở lên thì chúng ta có cái này rồi, nhưng mà phiên bản 1.7 thì chúng ta có cái mod này giúp cho Inchen đôi giày có thể đi được trên băng mà nó gọi là đôi giày lạnh á. Nó sẽ làm cho cái lava như vậy. Chúng ta có thể thỏa thích mà đi bắt bét farm đồ gì đó, farm gọi là đi đi farm mấy cái cục. Mấy cái cục này nè. Đâu rồi? Mình đi xuống Nether, chủ yếu là mình tìm cái cục Netherrack. Cái gì? Không phải. Titancrack. Cục này thì chúng ta nên làm cái món này. Titancrack block để chúng ta tạo hình những món đồ cuối cùng của game. Đó. Chúng ta tạo hình bộ đồ và công cụ cuối cùng của game, gồm có cây búa, kiếm và cả nguyên một set đồ. Đồ đó thì chúng ta phải nói là trâu nhất có thể rồi. Thì ở dưới đây thì các bạn chủ yếu là đi tìm những thứ đó và đi đào các linh hồn thôi. Lưu ý các bạn muốn đi đào các linh hồn á thì các bạn nên in trên cái cây sẻn. Cái sẻn của các bạn có cái fortune á, gia tài á, để chúng ta có thể đào được cái sẻn, đào được cái các linh hồn ngon nhất có thể. Đào ra được nhiều hơn mà. Thì mà cái này là cái linh hồn á, cái cát linh hồn các bạn đào á, các bạn đào bằng sẻn á thì nó ra được cái linh hồn chứ không phải là cát linh hồn nữa. Tại cái mod này nó đổi là như thế. Cái mục yếu của cái cát linh hồn để làm gì các bạn có thể coi ở đây. Đây. Nắp đây. Chúng ta mục yếu là cát linh hồn để tạo thành cái game này ở Lumia Blade gì đó. Chúng ta làm cái này từ cái linh hồn nè. Là các linh hồn. Đó, các linh hồn mà ta đào cái các linh hồn này sẽ ra được cái linh hồn này. Từ linh hồn này chúng ta sẽ ráp cái sword bag. Cái này chúng ta sẽ để xung quanh chung với cái đá phát sáng, chúng ta sẽ được cái sword bag light. Và ta để với cái quặng này, cái quặng này được tạo từ cái lúc đầu mà mình đi đánh boss ra. Đó, chú ốc là như vậy. Điều nó liên quan với nhau hết trơn à. Đó. Chịu ha, các bạn thấy nãy giờ ha. Xung quanh cái câu chuyện chúng ta cần phải có là điều là phải đi đánh boss mới có đồ hết. Chứ không đi mai chỉ là một cái cách để tồn tại, đi ra mà đánh boss tốt hơn thôi. Chứ thực sự ra nếu mà bạn đi đánh boss ở cái mod này đầu tiên mà không đi mai thì hơi bị chua đó. Tại tụi nó nổ ghê lắm. Các bạn phải cần phải có cái này nè. Ở đây á, mình nói là cái nhảy cao á. Mà có cái ice step kiểu gì nè, ở dưới đây á. Để mình đi tìm cái con boss đó cho mấy bạn coi cách đánh cái con boss Titan ở cái mod pack này nha. Nhất là cái con Titan ở dưới địa ngục đó, cái con đó. Cái con này đặc biệt cái tụi nó nổ ghê lắm. Mình sẽ cho các bạn coi nè. Mình đi lại gần đó, nổ nè. Nổ đi mày. Đó, nó nổ như vậy mà bạn không có cái cloud á là bạn sẽ bị chết liền. Chỉ nó nổ không mất máu nhiều nhưng mà nó mình bị rơi á, mình rơi từ độ cao thì chúng ta sẽ bị mất máu, cho nên là chúng ta cần phải có cái hạ cánh như nào, chúng ta bay tới đó tiếp cận nó từ ở trên cao á, tụi nó không làm gì được mình hết á, tại vì khi cái nổ nó phải nổ văng vô cái block á, nó mới mình mới bị mất máu, thấy không? Giờ mình có thể bay nhẹ nhẹ từ từ xuống mà chúng ta có thể giết nó, ok, mình có giết nó từ trên không rồi, thấy không? Rất là lợi không? Đó. Giờ mình giết nó từ trên không là chúng ta cần phải có cái Enchant Cloud và cái đôi giày gơ nhẹ như lông chim Ice Step là điều cơ bản các bạn cần phải có khi mà đi xuống địa ngục là như thế. Chỉ lưu ý là các bạn nào mà YouTuber khác mà có chơi cái mod pack này của mình á, còn nó bị thủ dâm cả. Thì hãy liên hệ với mình qua bên fanpage để mình có thể PR cho các bạn ở trên trang của mình. Ít ra gì thì cũng có được vài chục lượt view. Nếu các bạn chê thì thôi vậy. Đại khái là vậy.
rất mong các bạn có thể chơi cái mod pack này, vì mình thấy mod pack này khá là thành công. Đấy. Thì điều cơ bản là các bạn cần phải có nguyên một đồ set kiểu như thế này. Bộ đồ set chúa rồi. Đấy. Nguyên bộ đồ này ha. Và chúng ta đều cần phải có, chúng ta cần phải tạo cái cây kiếm này. Không, cây kiếm này nè. Đâu phải kiếm này, bảy. Cây kiếm này nè. Đúng rồi, cây kiếm này có sấm sét. Nhớ nha, cây kiếm này có sấm sét rất là ngon. Nên tạo cái kiếm này để thủ thân. Cái kiếm này thì chúng ta cần phải đánh boss thôi. Đánh boss nó mới gớt ra cái này. Vì chúng ta phải tạo hình này thành cái kiếm. Đặc biệt cái kiếm này rất là ngon. Vì sao các bạn sử dụng cái kiếm này để đi đánh boss trùm cuối đấy. Mình đã thử test rồi. Cái kiếm này vẫn ngon hơn là cái kiếm kia. Nhưng mà kiếm này thì đam thấp. Còn cái kiếm kia thì đam cao. Nên là mình sử dụng hai cái kiếm luân phiên đó mà. Mình đánh boss thường thì chúng ta sử dụng bằng cái kiếm kia. Còn đánh boss chúa thì chúng ta sử dụng cái kiếm này. Rồi cái thứ hai là các bạn cần phải có tạo cái cổng bằng cái review block mình đây. Cái này chúng ta dùng để mở qua bên cái thế giới của con boss cuối mà, tại mình đã phát mình không biết. Ở cái đó thì chúng ta cần phải có cái công cụ của nó mới đi qua được, đó chính là cái cây phù thủy này nè. Chúng ta không thể tạo ở cái chỗ này, chúng ta phải về thế giới thì bình thường mới tạo được. End, cái này là end board rồi. Cổng, đúng rồi, cổng này. Về. Chúng ta... ta đi đánh con boss đó thì... dễ thôi, các bạn cứ enchant full lên hết là được. Và chúng ta cần phải có hai cái con pet mới nữa. Và con pet này các bạn cần phải đi tìm. Con pet này cần phải đi tìm chứ không có grab được. Con bé Legion, biết không? Bé huyền thoại là con bé Black and Head. Con bé này các bạn nhìn thấy có dòng chữ là slow time nè, làm cho ngưng chậm thời gian lại. Đó, bấm như vậy là thời gian đã chậm lại rồi. Mấy con mod nó sẽ làm rất di chuyển rất là chậm, có thể nó không đánh bạn luôn. Và mặc sức bạn thông nó không kháng cự. Còn con bé thứ hai bạn cần phải có là con Cloud Bé. Con bé này cũng phải đi săn mới có, chứ không có tự nhiên mà không có áp được. Chúng ta bay được á mà. Để chúng ta có thể đánh tụi nó. À không, chúng ta có thể bay được rất là bình, rất là ngon lành. Có thể bay được nhờ con Cloud Bat này. Đó. Thì mấy con Bat này chúng ta phải đi săn, là đi tìm mấy con Bat ở trên mây rồi đó. Thường bạn thấy ở trên mây, hoặc là trên mấy cái ngọn cây, gỗ sòi, gỗ bạch dương là chúng ta sẽ có được cái rương ở trên đó. Ta mở rương thì ngẫu nhiên chúng ta sẽ có được những con Bat Legion. Ok. Đây. Cái vấn đề là diamond. Cái diamond làm sao có được nhiều diamond? Thì diamond đây, mình có cái cách để tạo ra diamond. Chúng ta cần phải tìm diamond và tất cả các cái bộ còn lại của nó để tạo ra cái công thức enchant oil. Cái enchant oil này chúng ta sẽ sử dụng đổi những cái quặng khác thành quặng diamond, hoặc là từ diamond đổi thành những quặng khác để sử dụng cho công việc mà chúng ta làm sắp tới. Đó. Đại khái là vậy, mod pack này gồm có như thế. Nó cũng hơi bị nhiều rồi đấy. Còn gì để nói nữa không? Cái rương, đúng rồi. Về việc lưu trữ đồ thì thường trên mod pack này chúng ta không có nhà, hoặc là một cái nơi để tụ điểm thôi. Và đồ chúng ta không nên để ở ngoài rương. Cái thứ nhất, tại sao không để? Có thể Reaper nó thông bạn mỗi lúc mọi nơi và bạn có thể bị mất đồ. Đậu phộng chơi rất là nản. Vì chúng ta phải cày lại, chúng ta phải tạo một cái món đồ. Đó chính là cái vỏ đồ. Cái vỏ đồ được tạo từ cái rương màu, cái rương bình thường và đá cuội xung quanh, tạo được cái rương màu đen. Từ rương màu đen từ update lên thành hai cái len để ở trên và dưới, len màu gì cũng được, và hai cái da thuộc để hai bên da bò đấy, và chỉ để xung quanh bốn mô như các bạn thấy. Và cái nữa mình nói là nó có thể các bạn bấm R hoặc là các bạn có thể chỉnh từ nút điều khiển nè, control nè, bạn tìm tới cái dòng là Đâu rồi? Cái tên của nó là cái chữ gì đó. Đây nè. When Better Chest Bar nè. Mở cái rương, mở cái túi á bằng cái nút mình chỉnh nó là R nha. Không biết các bạn là như thế nào, nhưng cái của mình là R. Hoặc các bạn có thể thiếp gặp lại. Là nó đi chứ ạc, mình để chữ R cho nó dễ ha. Bấm R lên thì cái rương của ta rất là nhỏ. Mà các bạn muốn cái rương nó to thì điều đầu tiên các bạn cần phải tạo đó chính là cái
cái màu trắng này là cái upgrade key. Cái đồ này được tạo bởi cái thanh sắt và mấy cái ván gỗ xung quanh một cái tích ở giữa. Cái này chúng ta sẽ làm rất là nhiều thứ cho các bạn. Mình sẽ giải thích thêm là mấy cái này đều có hiệu ứng khác nhau của nó hết. Mình sẽ giới thiệu đại khái là những cái thứ mà ta cần có thôi. Còn những thứ khác thì các bạn tự tìm hiểu, hoặc là những thứ khác mình cũng không biết đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái break key này, cái slot. Nghe slot cũng biết là cái gì. Chúng ta sẽ lấy sam 4 nè. Bây giờ chúng ta sẽ để vô một cái. Nó chỉ lấy một cái thôi. Và bạn thấy không, cái vỏ mình sẽ to hơn một tí. Đó, giờ ta tiếp tục nè. To lên một ít nữa. Đó, to lên nữa. Cứ vậy các bạn cứ tăng thì nó sẽ bảo là max upgrade per chest là nó upgrade được 7 lần. Các ta có thể làm trên cái rương cũng được. Đây, ta có cái rương. Và chúng ta upgrade ra 7 lần nè. Đó. Đó, 7 lần. Chúng ta có rương chúng ta rất là to, và cái rương bình thường của chúng ta rất là bé. Nè, thử nè. Đó. Và cái thứ hai mình cần muốn quan tâm các bạn nữa, đó chính là cái túi của mình có nhiều chức năng khác nữa. Bây giờ cái túi của mình có cái chức năng là tự động ăn player fill break, filling break. Một cái break ở giữa, cái này các bạn biết cách tạo ở gì. Và một cái gì các bạn có thể ăn được để xung quanh, có thể ăn được nha. Thịt thú cũng được nghe không? Mắt nhện cũng được nghe không? Nói chung là cái gì ăn được là bỏ xung quanh được, và chúng ta lấy cái thứ đó. Chúng ta để đây, upgrade như mọi khi. Đó, vậy là đồ chúng ta có thể ăn được rồi. Giờ mình sẽ thử luôn. Mình sẽ lấy khoai tây. Mình bỏ vô. Bây giờ mình đi. Đó, thấy chưa? Nó đã ăn. Mình không làm gì cả. Đó, đã ăn. Ngon. Đã giải quyết xong cái phần ăn rồi. Lưu ý các bạn đừng nên để thịt thú hoặc là mắt nhện vào đó nha. Tự bạn chơi ngu thôi. Rồi. Đại khái là rương thì các bạn có thể làm thức ăn từ cái rương này. Ý mình nói là cái rương này á, chúng ta có thể tự trồng trọt cho nó được bằng cách là các bạn phải tạo những thứ như này. Một thứ, hai thứ, ba thứ. Đó là những thứ mà nó cần để có thể trồng trọt được. Mình muốn thử nó ở đâu nè. Ok, nhưng mà ta thử ở đây đi. Chế độ sáng tạo nha. Rồi, mình thử nó bằng ở chỗ này luôn. Bây giờ mình lấy cái rương để đây. Xong rồi mình để hai cái này vào. Tất nhiên là bạn làm phải theo trình tự nha. Cái này các bạn làm trước. Chúng ta có khối than, 4 khối than để xung quanh, hai cái máy lập đá đỏ để xung quanh, ở trên dưới đều được. Và hai cái đá đỏ để tương tự vậy. Chúng ta có được cái energy upgrade. Và chúng ta upgrade lên cái rương nào. Đã xong. Đó, các bạn muốn kiểm tra cái rương nó như thế nào thì các bạn tạo cái cây búa như thế này. Đấy, bấm chuột phải vô là chúng ta đã có upgrade cái này vào trong cái rương. Rồi đi tiếp theo, các bạn cần phải làm hai thứ. Cái này là dùng chúng ta thu hoạch lúa. Thu hoạch cái thứ mà ta trồng được. Cái gì trồng được là đều thu hoạch hết trong cái mod pack này. Đó, và ở đây chúng ta cần có cuốc sắt. Và cái thứ gì đó đều dùng để trồng. Dù như là mầm cây thì chẳng hạn. Đại khái là vậy, các bạn nhìn nữa bạn có thể thấy. Mầm cây thì đều có thể được. Lúa đi cho nó dễ ha, dễ tìm nữa. Và các bạn chỉ cần để này vô thôi. Cái nào cũng được, nào trước cũng được chứ. Để vô một cái. Chúng ta có thể thấy là chúng ta có max upgrade per chest, có để số 5 mà, thấy không? Có nghĩa là mỗi một thứ chúng ta làm được 5 lần là cái tầm của chúng ta sẽ rất là xa đó. Bạn chỉ cần làm hai cái thôi, một mình bạn chơi chỉ cần hai cạch cạch, có nghĩa là nó upgrade 2 lần á. Như vậy là quá đủ cho các bạn có thể sống rồi đó. Bây giờ bạn thấy nó không có còn mỡ gì chân á. Bây giờ mình sẽ thử mình đập ở đây một ít một ít đất. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mầm lúa nha. Mầm gì cũng được. Bây giờ mình thử một cái hạt giống này, một cái này. Đó, chúng ta thử trồng 3 loại nha. 1 2 3 rồi ta chờ. Không cần phải chờ nữa, mà nó đã sử dụng xong. Chỉ vô. Đó, cà rốt, khoai tây và đây là lúa đấy. Nè, thấy không? Hạt giống của lúa nè, hạt giống của cà rốt nè, hạt giống của khoai tây nè. Ta trồng và nó sẽ tự động chín thôi, các bạn đừng lo. Có thể nè, đây, đấy, đấy, đợi một chút nào, đấy, chúng ta đợi một chút thì tự động nó sẽ thu hoạch và nó sẽ trồng lại với cái số lượng mà của nó trữ được trong cái rương, nó sẽ thu hoạch, ta trồng lại, sau này chúng ta sẽ trữ rất là nhiều, cho nên chúng ta nên sử dụng cái upgrade cho nó, để cho nó tăng lên,
ấy vậy không, rất là tiện lợi, cái rương này rất là tiện lợi dùng cho các bạn để thấy trữ đồ ăn. À, có thể không cần phải đi trồng trọt nhiều và chúng ta lo việc đánh boss để chúng ta có được đủ đồ sớm. Chúng ta đi đánh chùm thôi. Và bây giờ mình sẽ đi đánh chùm nào. À, Devi Block và cả cái trượng này. Trượng này thì chúng ta tạo bằng cách như thế này. Đấy, trượng đó thì cách như thế này. Giờ chúng ta làm một cánh cổng nào. Cánh cổng như mọi khi nào. 1, 2, 3, 2, 3. Rồi, bùm, đó, bấm chuột phải vô, đi qua. Là chúng ta sẽ tới một cái thế giới full mặt phẳng và trời sáng. Bấm cái này nè, cầm cái trượng này, gõ xuống đất, bạch. Chúng ta sẽ có một cái con God với 5k gửi máu và chúng ta tha hồ mà quánh nó. Nếu quánh không lại, các bạn có thể đi về. Nó không có đuổi theo đâu, đừng lo. Đấy, đó là cái cách để triệu hồi cái con boss mà không bị lắc. Khi đánh máy, mình khuyên là các bạn đừng có nên đi đánh rồng ở cái mod pack này. Đánh rồng cũng chả có lợi ích mở gì đâu. Chỉ cần vậy thôi. Rồi, mình cho các bạn thêm là chúng ta có vài món đồ chúng ta hỗ trợ chúng ta chơi game nè. À, cái này là gỡ đồ, cái này là Ender tăng. Các bạn, mình nghĩ ra cái mod này nó không có cần sử dụng tới nhiều đâu. Mình chơi multiplayer thì cái này cần nhiều. Kiểu như chơi co-op nhiều người thì cái này cần. Chứ còn không thì thôi, cái này cũng chả cần đâu. Chúng ta có cái món đồ này rất là hay là chúng ta có thể gỡ đồ ra được. Đấy, chúng ta gỡ ra đồ ra được. Cái gì mà ta tạo bằng cái gì thì nó trả bằng cái thứ đó. Như cái này nó không phải à. Cái đó nó bị hư rồi. Không, tạo bằng cái gì thì chúng ta gỡ bằng cái đó. Cái này nó đặc biệt nó không gỡ được nha. Nhìn ta thử gỡ cái này coi. Không. Đó, tạo ra cái gì thì gỡ bằng cái đó. Cái này được tạo ra bằng cách một cái bàn chế tạo ván gỗ để xung quanh và điều đầu tiên các bạn cần phải có một viên kim cương. Đó là những cái thứ mà trong mod pack cái này của mình cần có và cảm thấy hay. Ok, nếu các bạn thấy hay ở cái video này thì hãy like và subscribe và share video của mình nếu các bạn cảm thấy thích. Mình lưu ý với các bạn nào có muốn chơi cái mod pack này á thì hãy PM cho mình để mình có thể hướng dẫn các bạn chơi game một cách tốt nhất và mình có thể BR kênh channel cho các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video hay và quiz sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.